Đây là chương trình phát thanh tin lành tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chương trình phát thanh tin lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần trân trọng kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào năm mới âm lịch Nhâm Dần. Vừa qua, báo chí trong nước đã đưa tin rằng có một số bà mẹ đã đến bệnh viện để xin phẫu thuật trước năm dần vì lo ngại rằng nếu phải sinh con, nhất là con gái, vào năm dần thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến con mình chăng. Tuy nhiên, lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh thì cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đấng yêu thương đã dựng nên người nam và người nữ thể theo hình ảnh chân thiện mỹ của Ngài. Nhưng rất tiếc, con người sau đó đã tự ý sống xa cách Chúa, làm vô số điều sai phạm, đến nỗi Thánh Kinh cũng nói rằng lòng người ta thì dối trá hơn cả mọi vật và rất là xấu xa. Tuy nhiên, người nào tin nhận Chúa Giêsu thì chẳng những được sự tha thứ vi phạm của mình, nhưng đời sống mỗi ngày được biến đổi để trở nên người phước hạnh hơn. Thánh Kinh chép rằng: "Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng của con Ngài." Và thưa quý vị và các bạn, thiết tưởng đây là một trong những tin mừng cho chúng ta đang bước vào năm Nhâm Dần, rằng mọi sự xảy đến cho chúng ta trong năm này sẽ là có ích bởi vì chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, đời sống mỗi ngày kinh nghiệm được sự đổi mới để trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giêsu càng thêm. Chẳng hề tan.
Mai Hậu vừa trình bày một trong những sáng tác của Thiên Kiều Giang, ca khúc Ngày Xuân Nguyện Ước. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục Sống Với Lời Chúa. Trong sách Timôthê nhì đoạn 2 câu 21 nói như vậy: Vì vậy, nếu ai làm sạch cho mình khỏi những điều đáng hổ thẹn, người đó sẽ là chiếc bình để dùng cho những việc đáng kính trọng, được biệt riêng ra thánh, có ích cho chủ nhà, sẵn sàng cho mọi việc tốt lành. Nếu bạn muốn được Chúa sử dụng, bạn không cần phải là một người trọn vẹn, hoàn hảo, nhưng bạn cần phải thanh tẩy tấm lòng của mình. Kinh Thánh nói trong sách Timôthê nhì đoạn 2 câu 21: Vì vậy, nếu ai làm sạch cho mình khỏi những điều đáng hổ thẹn, người đó sẽ là chiếc bình để dùng cho những việc đáng kính trọng, được biệt riêng ra thánh, có ích cho chủ nhà, sẵn sàng cho mọi việc tốt lành. Chúa sử dụng tất cả các loại người. Chúa dùng những người nhút nhát và những người hoạt bát. Chúa dùng những người thuộc các chủng tộc, hạn tuổi, giai đoạn cuộc sống, xuất thân khác nhau. Chúa dùng đàn ông và phụ nữ. Chúa sẽ sử dụng những bình đơn giản và Ngài sẽ sử dụng những bình được trang trí công phu. Chúa cũng sẽ sử dụng những bình lớn và những bình nhỏ. Nhưng có một điều mà Chúa sẽ không sử dụng là Ngài sẽ không sử dụng một chiếc bình bẩn thỉu. Bạn phải sạch sẽ ở bên trong. Nhưng đây là tin tốt lành. Cho dù bạn là ai hay bạn đã từng làm điều gì, bạn đều có thể được làm cho sạch sẽ. Bạn làm điều đó như thế nào? Làm thế nào để bạn trở nên trong sạch? Bạn làm điều đó qua một từ đơn giản, đó là xưng tội. Augustine, một nhà lãnh đạo Cơ Đốc giáo sống sau Chúa Giêsu vài trăm năm đã nói: Sự thú nhận những việc làm xấu là sự khởi đầu của những việc làm tốt. Kinh Thánh nói trong Giăng Nhất đoạn 1 câu 9: Nếu chúng ta xưng tội mình với Chúa, Ngài sẽ giữ lời hứa và làm điều đúng. Chúa sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta và thanh tẩy chúng ta ra khỏi mọi điều sai trái của chúng ta. Từ xưng tội trong tiếng Hy Lạp là homologio. Homo có nghĩa là giống nhau và logio có nghĩa là nói. Vì vậy, homologio theo nghĩa đen là nói giống như Chúa nói về tội lỗi của tôi. Nó có nghĩa là bạn đồng ý với Chúa. Chúa ơi, Ngài nói đúng. Điều đó không phải là lầm lỗi. Điều đó là tội lỗi. Điều đó sai. Nó không có nghĩa là bạn mặc cả với Chúa. Như nói con sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Nó không có nghĩa là bạn hối lộ Chúa. Như nói con hứa sẽ đọc Kinh Thánh mỗi ngày nếu Chúa tha thứ cho con. Bạn chỉ thú nhận tội lỗi của bạn mà thôi. Điều đó có vẻ quá đơn giản đối với bạn phải không?
Bạn có thể nói, tất cả những gì tôi cần phải làm là thú nhận điều đó, và Chúa sẽ tha thứ cho tôi sao? Vâng, đúng vậy đó. Điều đó được gọi là ân điển. Đây là điều bạn có thể làm nếu bạn thực sự muốn được Chúa sử dụng. Là hãy dành thì giờ trong tuần này, ngồi xuống với một cuốn sổ hoặc nhật ký và hỏi Chúa: Lạy Chúa, xin chỉ ra cho con những gì sai trật trong cuộc sống của con. Con sẽ viết điều đó xuống, và con sẽ thú nhận điều đó. Con sẽ xưng điều đó ra với Chúa. Sau đó, khi Chúa cho bạn một ý tưởng, hãy viết nó xuống. Lần đầu tiên tôi làm điều này, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ viết cả một cuốn sách. Và tôi đã làm điều này nhiều lần kể từ đó. Hãy lập một danh sách và sau đó viết dâng nhất đoạn 1 câu 9 lên trên danh sách đó và nói: Lạy Chúa, con thú nhận những tội lỗi này với Chúa. Những điều này là sai. Con không muốn chúng ở trong cuộc sống của con nữa. Hãy cầu xin Chúa làm sạch cuộc đời của bạn. Chúa sẽ tha thứ cho bạn. Đây là khởi điểm để được Chúa sử dụng. Bạn phải thanh tẩy tấm lòng của mình. Quý vị vừa theo dõi tiết mục Sống với lời Chúa qua đề tài Bạn muốn được Chúa sử dụng chăng? Tài liệu của tác giả Mục sư Rick Warren, do Mục sư Timothy Phan chuyển ngữ và Lily Sương phụ trách. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục Câu chuyện gia đình. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui lại được thưa chuyện với quý vị qua tiết mục Câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ trong tiết mục này đã mang lại cho quý vị một vài hữu ích trong đời sống hôn nhân và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa ban phước và dẫn dắt quý vị để quý vị sớm là môn đồ của Chúa, được sống trong sự hướng dẫn của Chúa và lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục nói về đề tài tha thứ trong hôn nhân. Khi nói đến tha thứ trong hôn nhân, chúng ta cần nghĩ đến việc tha thứ những chuyện lớn và nghiêm trọng, cũng như tha thứ những chuyện nhỏ nhặt xảy ra hàng ngày. Có người đã nói, hôn nhân không chỉ là sự kết hợp giữa hai người yêu nhau, nhưng cũng là kết hợp của hai trái tim sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của nhau. Tại sao vợ chồng cần tha thứ cho nhau? Chúng ta cần tha thứ cho nhau về những lý do sau. Thứ nhất, chúng ta là con người yếu đuối, bất toàn, có nhiều lỗi lầm. Thứ hai, nếu không tha thứ, buồn giận cay đắng sẽ chồng chất, khiến vợ chồng trở nên ngăn cách. Thứ ba, chúng ta tha thứ cho nhau vì đó là mạng lệnh của Chúa. Đó là ba lý do chúng tôi đã nói đến trong chương trình Sống Đạo Gia Đình kỳ trước. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những lý do khác như sau. Lý do thứ tư, nếu không tha thứ cho người, chúng ta sẽ không được tha thứ. Trong bài giảng trên núi về vấn đề tha thứ, Chúa Giê-xu dạy: Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con. Matthew chương 6, câu 14 tới câu 15. Đây không phải là sự đổi trác, nhưng hàm ý rằng, khi nhận được ơn tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ biết ơn Chúa, có lòng yêu thương đối với người chung quanh, mà sẵn sàng tha thứ cho họ. Khi một người căm giận, ghim lỗi và không tha thứ cho người có lỗi,
Có thể lắm là người đó chưa kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa, và như thế chứng tỏ người đó chưa được cứu, vì chưa được tha thứ. Phúc âm Matthew ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu kể về người đầy tớ không có lòng thương xót, để dạy các môn đồ về vấn đề tha thứ. Kinh Thánh ghi, lúc ấy, Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Giêsu và hỏi, Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con, thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp, ta không nói với con chỉ 7 lần đâu, như là 70 lần 7. Vậy nên, vương quốc thiên đàng ví như vị vua kia muốn kết toán sổ sách với các đầy tớ của mình. Khi vua bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ vua 10.000 ta lân. Vì người ấy không có gì để trả, nên vua ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản để trả nợ. Người đầy tớ quỳ xuống van nài, Thưa Chúa, xin hoãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết. Vua động lòng thương, thả người ấy về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, gặp một đồng bạn mắc nợ mình 100 đơ-ni-ê, thì tóm lấy cổ và nói, Hãy trả hết nợ đi. Bạn quỳ xuống, nài nỉ, xin hoãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Nhưng người này không chịu, cứ bắt bạn bỏ tù cho đến lúc trả hết nợ. Những đồng bạn khác thấy vậy thì rất buồn, đến thuật lại với vua mọi việc đã xảy ra. Vua truyền gọi đầy tớ ấy đến và nói, Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi. Vì ngươi van nài ta, thế sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình như ta đã thương xót ngươi? Vua nổi giận, giao nó cho cai ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình, thì cha ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Matthew chương 18, câu 23 tới câu 35. Người đầy tớ được chủ thương xót tha nợ cho, nhưng không thương xót anh em mình, không tha thứ cho họ, nên rút lại không được tha thứ. Khi chúng ta đã nhận ơn tha thứ của Chúa, chúng ta hãy tha thứ cho anh em, chị em ta, là những người có lỗi với chúng ta. Kinh Thánh dạy, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Có lẽ vợ chồng quý vị, hay anh chị em trong gia đình, hoặc trong đám bạn bè thân quen, có người đã gây buồn phiền, tổn thương cho quý vị, khiến quý vị căm giận, buồn phiền và không muốn tha thứ cho người đó. Nếu có, xin quý vị hãy vâng theo lời Chúa dạy, bỏ qua lỗi lầm của người đã gây buồn phiền, tổn thương cho mình, và cư xử với họ tốt đẹp như lúc ban đầu. Làm như vậy, quý vị sẽ kinh nghiệm được niềm vui và ơn lành Chúa ban, và mối quan hệ giữa quý vị với người đó cũng sẽ dần dần được tốt đẹp, ngọt ngào hơn. Nếu người ta phiền giận là người bạn đời, chúng ta cần tha thứ, giải hòa với nhau ngay hôm nay, vì nếu đợi đến ngày mai có thể sẽ quá trễ. Chúng ta có thể không còn cơ hội để tha thứ và giải hòa với nhau nữa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21
bài 34 phần 2 xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 bài 35 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Tiếu Anh vừa kính gửi đến quý vị tài liệu Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ thứ 21 của tác giả Minh Nguyên trong chương trình phát thanh tin lành tại California. Sau đây kính mời quý thính giả đón nghe tiết mục Câu chuyện phúc âm. Trong câu chuyện phúc âm tuần này, mục sư Võ Thanh Cương sẽ dùng lời Chúa kính gửi đến quý vị với đề tài Sống bằng sự sống đời đời. Kính mời quý vị cùng đón nghe. Một trong những câu kinh thánh được yêu chuộng nhất và rõ ràng nhất về đấng ban sự sống là trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16 chép rằng: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Con đường sự sống được vạch ra trong Giăng đoạn 3 câu 16 này. Có người nhận định con đường đó có nhiều cái nhất như sau: Đức Chúa Trời là đấng lớn nhất, yêu thương là mỹ đức cao nhất, thế gian là tập thể lớn nhất, yêu thương đến nỗi là mức độ cao nhất, ban cho là hành động cao thượng nhất, con một là quà tặng quý báu nhất, hễ ai là cánh cửa cơ hội rộng mở nhất dành cho nhiều thành phần nhất, tín là một việc làm đơn giản nhất, già trẻ lớn bé ai cũng làm được, không bị hư mất, tránh được tình trạng bi thảm nhất. Được sự sống đời đời là nhu cầu cấp bách nhất và là phần thưởng phước hạnh nhất dành cho loài người. Hôm nay chúng ta chỉ suy gẫm về sự sống đời đời với ba câu hỏi. Thứ nhất, sự sống đời đời từ đâu mà đến? Thứ hai, làm sao có được sự sống đời đời? Và thứ ba, làm sao sống bằng sự sống đời đời? Sự sống đời đời từ đâu mà đến? Trong Giăng đoạn 13 câu 16 thì chép rằng Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài. Chỗ khác, Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống ấy ở trong con Ngài. Thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 11. Chỗ khác, Chúa Giêsu chính Ngài nói rằng ta là sự sống. Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 6. Chúa Giêsu và sự sống đời đời chúng ta có thể nói, có thể đổi chỗ cho nhau. Tức là Chúa Giêsu là sự sống đời đời, mà sự sống đời đời cũng là chính mình Chúa Giêsu. Con một của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu. Trong Chúa Giêsu có sự sống đời đời. Thế thì sự sống đời là gì? Chính Chúa Giêsu định nghĩa trong Tin Lành Giăng đoạn 17 câu 3 như thế này: Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Tức là khi ông bà chị em chúng ta có sự sống đời đời thì chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời là ai và nhìn biết Chúa Giêsu Christ là ai. Sự sống đời đời không phải là một cái gì, không phải là một cái điều gì. Nó không phải như là một món hàng ở trong chợ, ai muốn lấy thì lấy, ai muốn mua thì mua. Nhưng mà cái chữ quan trọng đây chúng ta để ý là chữ nhìn biết. Nhìn biết. Khi tôi nhìn biết đấng đã chết thế định tội cho tôi, không ai khác hơn là Chúa Giêsu, thì tôi sẽ tiếp cận được với Chúa Giêsu. Giống như là cái nhánh nho vậy đó, tôi có thể sẽ được tháp dính vào gốc nho là Chúa Giêsu. Và bởi trong Chúa Giêsu có sự sống đời đời, nếu tôi là nhánh của Ngài thì cũng sẽ nhận được sự sống đời đời từ Ngài lưu chuyển qua, như là nhựa sống từ gốc chuyển qua nhánh vậy. Và nhờ đó sự sống đời đời là sự sống của chính Chúa Giêsu, tôi sẽ có khả năng nhìn biết đấng đã sai Chúa Giêsu đến tìm và cứu tôi là Đức Chúa Trời chân thật. Ngoài Ngài không có ai khác là Cha Trời của tôi. Và nhân đó tôi được gọi và gọi được Đức Chúa Trời là Cha. Được gọi có nghĩa là vì đó là quyền lợi của một người con. Và gọi được có nghĩa là tôi được tự do để mở miệng ra mà gọi Đức Chúa Trời là Cha, gọi Đức Chúa Trời là Cha công bình, Cha yêu thương. Bởi vì
Nếu mà tôi xa cách Đức Chúa Trời, thì tôi không biết Ngài là ai, thì làm sao mà gọi Ngài là cha được. Hơn nữa, ma quỷ cũng chẳng bao giờ cho tôi được tự do để mà gọi Đức Chúa Trời là cha. Thế thì chúng ta nói rằng sự sống đời đời ở trong con của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu mà tôi có thể tiếp cận. Và sự sống đời đời đó không ai khác hơn là Chúa Giê-xu, là sự sống của Đức Chúa Trời. Thế thì câu hỏi thứ hai là làm sao có được sự sống đời đời? Tức là Giăng đoạn 3 câu 16 nói rõ rằng hễ ai tin con ấy được sự sống đời đời. Tin là nhận, giống như là chúng ta ăn uống vậy đó. Uống miếng nước, ăn thức ăn, nuốt vô, tiêu hóa thì gọi là tin. Một vị y tá mà cho một bệnh nhân những viên thuốc để uống, bệnh nhân mà nhận viên thuốc đó rồi không uống thì chưa phải là có hành động tin. Chừng nào uống rồi đó thì đức tin đó nó có hành động đó thì mới gọi là tin. Thì tin ở đây có nghĩa là nhận. Tôi nghe kể có một người bị ngộ độc máu, không sống được lâu. Nhưng mà có một bác sĩ đại tài đã thấy cách cứu mạng. Tức là bác sĩ đó xả hết máu của bệnh nhân ra và rồi truyền máu của người khác vào và bệnh nhân được sống. Thế thì muốn nhận cái mới phải bỏ cái cũ. Bỏ cái cũ Kinh Thánh gọi là ăn năn. Sự sống đời đời hay là sự sống của Chúa Giê-xu là một sự sống mới đối với cái người còn ở bên ngoài Chúa Giê-xu, còn xa cách Đức Chúa Trời. Cho nên người ấy sống bằng cái sự sống của riêng mình, gọi là sự sống cũ. Thì muốn nhận sự sống mới từ bên ngoài vào thì một người phải từ bỏ sự sống cũ ở bên trong của mình ra. Chúa Giê-xu cho biết rằng không thể đựng rượu mới trong bình da cũ. Nghĩa là cái rượu mới đó, nó sẽ làm cho bể cái bình da cũ đi. Bởi vì cái bình da cũ nó không còn cái tính đàn hồi nữa. Người ta thường nghĩ rằng tôi cần có một số điều răn, điều lệ, tức là giống như là rượu cũ vậy đó, để mà noi theo. Rồi người đó có cái quan niệm rằng mình cố gắng sống làm lành theo những điều răn, điều lệ đó để mình được cứu. Đó là cái cách suy nghĩ cũ, giống như cái bình cũ vậy đó, đựng rượu cũ. Nhưng mà ai biết được Đức Chúa Trời đã vạch ra một con đường mới rồi. Con đường mới đó là sống bởi đức tin nơi lời Đức Chúa Trời, thì được sự sống đời đời. Thì được sự sống đời đời rồi đó mới có thể có cơ hội để làm lành. Và làm lành đó, là cái điều tự nhiên của một người có sự sống nhân lành của Chúa Giê-xu ở trong mình. Thế thì ăn năn từ bỏ quan niệm sống cũ để đón nhận cái sự sống đời đời với quan niệm sống mới là sống bởi đức tin đó, thì như vậy là mới thích hợp. Lý do gì mà chúng ta thấy có nhiều người đi nhà thờ, có lúc đọc Kinh Thánh, nhiều khi là thuộc lào bài cầu nguyện chung, nhưng mà không thấy có cái gì đổi mới trong đời sống của mình cả? Bởi vì lòng mình chưa từng ăn năn về đời sống cũ tội lỗi của mình, và cái miệng của mình chưa từng mở ra để tiếp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa đã chết và đã sống lại cho mình. Chưa mở cửa lòng thì làm sao Chúa Giê-xu bước vào được? Cho nên cái sự sai lầm lớn thứ nhất mà người ta tưởng mình có sự sống đời đời đó, kỳ thật Chúa Giê-xu đang ở bên ngoài đời sống của mình. Thưa ông bà chị em, một lời cầu nguyện đơn sơ thích hiệp sẽ làm thay đổi được mọi sự. Những sự cũ nó sẽ qua đi, mọi sự đều trở nên mới, y như lời Kinh Thánh chép vậy. Thế thì quý vị đã từng được ai hướng dẫn cầu nguyện ăn năn và tin nhận sự sống đời đời như vậy chưa? Hay là tự mình đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của riêng mình chưa? Chúa Giê-xu vẫn chờ đợi quý vị nào đó hãy mở cửa lòng ra để Ngài bước vào. Cái sự sai lầm lớn thứ hai là gì? Là có sự sống đời đời rồi nhưng mà không biết sống bằng sự sống đó. Đó là cái câu thứ ba mà chúng ta tìm câu trả lời. Làm sao sống bằng sự sống đời đời? Có một nhà tri thức kia đi thuyền với một người chài lưới ra khơi. Nhà tri thức khoe khoang nói chuyện trên trời dưới đất những đề tài mà cái người chài lưới chẳng hiểu chi. Nhà tri thức đó mới nhận định rằng ở đời mà không kê cứu tìm hiểu thì để mất phần nửa ý nghĩa cuộc đời.
Đương khi nói chuyện như vậy đó, thì thuyền ra ngoài biển sâu. Gặp nhầm lúc cơn bão sắp nổi lên, gió bắt đầu thổi mạnh, sóng to bắt đầu xuất hiện, thì người chạy lưới mới hỏi rằng: "Ông ơi, ông có biết bơi không, thưa ông?" Nhà trí thức mặt mày xanh lè: "Tại sao vậy?" "Vì không biết bơi." "Vậy thì làm sao đấy?" "Có khả năng bơi mà không học tập bơi thì gặp lúc đó làm sao đấy?" "Kể như không, nếu không muốn nói là không mất, chẳng những mất phân nửa ý nghĩa cuộc đời chứ, mà lại mất cả mạng sống mình nữa." "Thế thì có sự sống giữa đời mà không học tập sống bằng sự sống đó thì kể như không có gì hết. Sống bằng sự sống của Chúa đơn sơ đến nỗi một số ít con cái của Chúa lại không nắm bắt được. Giống như là cái người mà tín đồ ở hội thánh Galati ngày xưa, sau khi bởi đức tin nhận được sự sống của Chúa Giêsu, thì họ lại không tiếp tục học tập bởi đức tin mà sống. Không nhờ sự sống của Chúa Giêsu để được cứu khỏi tư dục của xác thịt, để được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi. Họ không tiếp tục nhờ danh và lời của Chúa Giêsu để chống trả ma quỷ. Họ không tiếp tục tin nhờ sự sống của Chúa Giêsu để rồi sự sống đó trổ ra những bông trái tình thương, thành hình những mỹ đức của Chúa Giêsu như là sự nhu mì, nhân từ, thánh thiện, tạo thành tâm tánh mới ở trong họ. Không còn bởi đức tin tiếp tục điều đó nữa, mà họ trở lại sống bằng cái quan niệm cũ của mình, tức là dùng sức riêng cố gắng làm cho trọn các điều răn điều lệ của Chúa. Họ giống như là một người kia mua chiếc xe mới chạy bằng điện rồi đem về hì hục đẩy. Thử hỏi loài người làm thế nào mà cố gắng ăn ở cho ngay thẳng trung tín theo như luật pháp của Đức Chúa Trời đề ra được? Dân Israel đã làm không được, đã thất bại trong vấn đề đó, họ làm không nổi. Thì lý do gì chúng ta ngày hôm nay lại tiếp tục sống theo cách cũ đó? Điều răn điều lệ dạy rằng chớ giết người, chớ tà dâm, và ai có hành động bị bắt quả tang thì mới bị kết tội. Còn ngược lại, Chúa Giêsu dạy rằng hễ ai giận là phạm tội giết người, hễ ai ngó người nữ mà động lòng tham muốn thì phạm tội tà dâm. Tức là không phải là hành động nữa bên ngoài, mà là ý tưởng ở trong đầu, ở trong lòng. Điều răn cũ mà dân Israel còn không giữ nổi thì cái điều răn mới của Chúa Giêsu đó nó nghiêm khắc hơn, ai mà giữ cho trọn được. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, trong điều răn mới có cái câu này, Thư Dân thứ nhất đoạn 3 câu 23 chép: "Vả này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ." Thế thì làm sao sống bằng sự sống của Chúa Giêsu? Tin giống như là bình da mới vậy, đó là cái bình da mới mà chúng ta đựng sự sống đời đời là rượu mới. Tin nghĩa là nhận, nghĩa là nương dựa, nghĩa là trông cậy nơi sự sống đời đời, nơi chính Chúa Giêsu đó. Thay vì tôi sống thì tôi để cho Chúa Giêsu sống thế tôi. Thay vì tôi quyết định hướng đi cho đời tôi, Chúa quyết định thế tôi. Và tôi với cả niềm tin rằng Ngài là thành tín, Ngài giữ lời hứa, và Ngài là nhân từ, Ngài luôn luôn làm điều tốt nhất cho tôi. Thế thì tôi có tin điều đó chăng? Nếu tin thì tôi sẽ để cho Ngài sống thế tôi, sống quyết định thế tôi. Còn nói về tâm tánh, khi tôi tin Chúa, nghĩa là tôi nhận Ngài, cái tâm tánh của Ngài đó làm tâm tánh của tôi. Tức là tôi có Ngài trong lòng giống như là tôi trồng cái cây sự sống vậy đó. Và khi tôi để thì vung trồng cái cây sự sống đó là Chúa Giêsu trong tôi đó, thì đến kỳ cái cây sự sống đó sẽ cho ra những bông trái là các mỹ đức của Chúa Giêsu. Nào là yêu thương, nào là công bình, nào là trung tín. Tự tôi không thể nào có sự kiên nhẫn, cái trái công nhận kiên nhẫn được. Nhưng Chúa Giêsu sẽ sanh ra cái trái kiên nhẫn đó. Đó là bông trái của Ngài chứ không phải là của tôi. Tôi chỉ mang những trái đó mà thôi. Đó gọi là sống bởi đức tin, nơi sự sống đời đời. Chúng ta có thể kết luận như thế này: sau sự chết thì có sự phán xét. Tôi tin bởi vì Kinh Thánh nói như vậy. Và sau sự phán xét đó, thì hoặc là sống đời đời với Đức Chúa Trời trong vương quốc của Ngài, hoặc là bị quăng vào hồ lửa nơi dành cho Satan. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phạm kẻ nào nói dối, Khải Huyền đoạn 3:20 chép rằng những người đó sẽ bị quăng vào trong hồ lửa. Tại sao vậy? Không phải Đức Chúa Trời định cho họ phải như vậy. Hồ lửa là định cho Satan mà thôi. Nhưng mà họ bị như vậy là bởi vì họ chọn như vậy. Trong khi Đức Chúa Trời kêu gọi những người đó hãy chọn con đường của sự sống, tiếc thay, có những người trong họ chọn con đường
của sự chết. Họ từ chối con đường sự sống là Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời đã mở ra con đường của sự sống. Con đường này dành cho những kẻ ăn năn và tin. Hễ ai chọn sự ăn năn và tin thì được đi con đường này. Và con đường này dẫn đến sự sống. Còn sống bởi sự sống đời đời thì người công bình sống bởi đức tin. Đó là cái định luật thuộc linh mà Đức Chúa Trời định là như vậy. Được chép ở trong Cựu Ước một lần và được trích dẫn ba lần ở trong Tân Ước. Và cũng bởi lẽ thật này, người công bình sống bởi đức tin. Trong lịch sử của Hội Thánh, Đức Chúa Trời đã soi sáng và đã biến đổi cuộc đời của những người như Martin Luther, Whitefield, anh em Wesley, Roland và Harris của xứ Gal để phát khởi những cơn phấn hưng. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa dùng lẽ thật này để cứu sống đồng bào chúng ta, rồi phục hồi đời sống của chúng ta nữa, tức là phục hồi cái sự sống của Chúa Giêsu ở trong chúng ta đó. Phục hồi sự sống của Ngài trong chúng ta. Chúng ta để cho sự sống đó của Ngài được thể hiện ra qua chúng ta. Quý thính giả vừa đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện. Và chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Trân trọng kính chào.